Có hai yếu tố chính ở Trung Quốc đều không thực sự hỗ trợ cho quan điểm phục hồi và lan tỏa để kích thích nền kinh tế thế giới cải thiện. Đó là các chỉ số kinh tế của Trung Quốc đều vẫn rất yếu ớt. Đặc biệt là chỉ số chiếu sáng ban đêm, phản ánh mức độ sản xuất và làm việc ban đêm, vốn rất giàu thông tin phản ánh mức độ đơn hàng cũng như khối lượng công việc. Chỉ số xuất cảng hàng rời, phản ánh sự phục hồi của ngoại thương. Chỉ số sản lượng thép, xi măng, phản ánh sự phục hồi của đầu tư bất động sản và cơ sở hạ tầng đều rất yếu. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 16 đến 24 tuổi lại rất cao, xấp xỉ 20%. Đó còn là, phần lớn các chính sách kinh tế Trung Quốc đều đang hướng nội, giải quyết khó khăn của bản thân là chính. Và khi số liệu tháng 4 công bố, sự thận trọng đối với viễn cảnh kinh tế Trung Quốc lại càng được củng cố. Điều đáng chú ý nhất là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, 20,4%. Nếu nhìn vào số liệu so sánh Trung Mỹ có thể thấy tỷ lệ này đã tăng liên tục từ sau khi đại dịch Covid bùng nổ và ngang với mức đỉnh của Mỹ trước bầu cử tổng thống. Nhưng nếu nhìn vào số liệu so sánh giữa Trung Quốc với các nước OECD, điều đáng lo ngại là tỷ lệ này không chỉ cao hơn Mỹ, nó cao hơn mức trung bình của OECD, cao hơn tất cả các nước G7 và cao gần gấp 1/3 so với 27 nước EU. Điều gì đang thực sự xảy ra với kinh tế Trung Quốc? Tại sao tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên lại cao đến vậy? Nhưng rõ ràng đây là cơn đau đầu không hề dễ chịu, bởi nó sẽ có các tác động xã hội và chính trị không thể xem thường. Nhất là khi người trẻ Trung Quốc dần mỏi mệt với công thức làm việc 9 đến 5 và mỏi mệt với việc trở thành phòng nô lệ của việc đi làm trả tiền mua nhà. Cơ hội việc làm ít hơn với thanh niên Trung Quốc khi kinh tế tăng trưởng chậm lại. Sau khi đạt mức cao nhất là 6,1% vào tháng 4 năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát tổng thể đã giảm xuống 5,5% vào tháng 4 năm 2023. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục 20,4% vào tháng 4 năm 2023. Đây là kết quả tổng hợp của cả suy giảm cầu lẫn tăng cung quá nhanh trên thị trường lao động Trung Quốc. Nhu cầu lao động và tạo việc làm đã chậm lại trong những năm gần đây do cả lý do cơ cấu và chu kỳ hàm ý thất nghiệp mang tính chu kỳ và mang tính cơ cấu tăng mạnh, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ sử dụng nhiều lao động, khiến thanh niên khó chuyển từ giáo dục sang làm việc tích cực. Về phía cung, áp lực ngày càng gia tăng do số lượng sinh viên tốt nghiệp gia nhập thị trường lao động ngày càng nhiều. Gần 60% thanh niên thất nghiệp là những người mới gia nhập lực lượng lao động đô thị và gặp khó khăn khi tìm việc làm. Chỉ có 20% thất nghiệp do nghỉ việc. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không tạo đủ việc làm mới cho những người chưa từng có kinh nghiệm làm việc như các năm trước. Ở hầu hết các quốc gia OECD, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã bằng hoặc thấp hơn mức trước đại dịch. Ở Trung Quốc hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng lên mức cao kỷ lục 20,4%. Nó cao gần gấp đôi mức trung bình của OECD, 10,5%, Mỹ, Nhật, gần gấp 1/3 so với EU. Tại hầu hết các nước OECD, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, độ tuổi 15 đến 24, cao gấp 2-3 lần tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi trưởng thành, độ tuổi 25 đến 54. Ở Trung Quốc tỷ lệ này đã đạt gần 4 lần. Từ góc độ nguồn cung lao động, số lượng sinh viên tốt nghiệp tăng đột biến vào năm 2022 đã gây thêm áp lực cho thị trường lao động thành thị. 10,8 triệu người mới tốt nghiệp vào năm 2022 chiếm gần 1/3 lực lượng lao động thanh niên, năm nay con số này dự kiến là 11,4 triệu sinh viên. Năm 2022, số sinh viên tốt nghiệp đã tăng thêm 1,7 triệu sinh viên so với năm 2021, tương đương với tổng số sinh viên tốt nghiệp tăng thêm của 6 năm trước cộng lại. Sự gia tăng đột biến này có thể là do sự kết hợp của việc tăng số lượng tuyển sinh trong những năm trước và nhiều sinh viên theo học chương trình sau đại học hơn bởi vì không tìm được việc làm như ý. Dựa trên các dự báo về dân số của Liên Hợp Quốc, 2022, số sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc ước tính sẽ tiếp tục tăng hơn 0,36 triệu mỗi năm trong 10 năm tới so với 0,23 triệu sinh viên mỗi năm trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2019. Với số lượng trường đại học nhiều hơn, tỷ lệ tuyển sinh đại học đã tăng từ 55,6% dân số trong độ tuổi đại học năm 1999 lên 81,1% vào năm 2022. Ngoài ra, giáo dục và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề đã được mở rộng kể từ năm 2018. Tỷ lệ vị trí tuyển dụng trên đơn xin việc của sinh viên tốt nghiệp đại học đã giảm từ mức trung bình 1,6 trong năm 2018 năm 2019 xuống còn 1,0 trong năm 2020 năm 2022. Trong khi đó, tỷ lệ tương tự khi áp dụng cho tất cả người lao động ở mức trung bình là 2,0 trong năm 2018 năm 2019 và 1,7 trong năm 2020 năm 2022. Điều này cho thấy có sự không phù hợp giữa các kỹ năng của sinh viên mới tốt nghiệp và những người sử dụng lao động yêu cầu. Dựa trên dữ liệu thị trường việc làm trực tuyến trong quý 3 năm 2022, nhu cầu cao nhất đối với sinh viên tốt nghiệp là về dịch vụ Internet và thương mại điện tử, dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn và bất động sản. Những ngành này chiếm 2/5 tổng số tin tuyển dụng. Mặc dù đây cũng là những ngành có nhiều người nộp đơn xin việc nhất, nhưng chúng chỉ chiếm 24,2% tổng số người nộp đơn. Hơn nữa,
bằng cách sử dụng một mẫu ngẫu nhiên gồm những người tìm việc trong độ tuổi lao động và danh sách tuyển dụng từ Chaopeng, một công ty tuyển dụng trực tuyến. Có thể nhận thấy rằng ý định tìm việc của sinh viên ra trường chủ yếu tập trung vào 5 ngành: công nghệ thông tin, giáo dục, bất động sản, xây dựng, tài chính và tư vấn, chiếm hơn 90% tổng số người tìm việc. Nguồn: Facebook Tiến sĩ Phạm Sĩ Thành. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.